Ok anh em, mình là Phong. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Phong Bùm TV. Với anh em Phong Bùm đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho em tiếp tập tại nhà cho những người mới tập cực hiệu quả, cũng như là rất là dễ tập nhá. Thì tất cả những cái bài này nhá đều là những bài dễ nhưng hiệu quả của nó thì cực kỳ cao. Thì anh em muốn xem và muốn biết nó gọi là nó hiệu quả như nào thì giờ mình sẽ bắt đầu lên bài với anh em. Và hôm nay nhá, mình sẽ cùng với cameraman của mình, đó chính là em Quân. Thì ngày hôm nay em Quân sẽ tập những cái bài đơn giản này cho anh em và để anh em hiểu biết là những người có nặng ký hay là có hơi một chút béo đi thì vẫn có thể tập được những bài này nhá, rất hiệu quả và đơn giản thôi. Ok anh em, đầu tiên chúng ta sẽ có push up. Thì cái bài này ai cũng biết đúng không, chúng để từ rất đúng không. Ngày hôm nay mình sẽ chống đẩy cho anh em xem. À, những người mới chúng ta bắt đầu tập thì chúng ta tập khoảng tầm 10 rep thôi, cứ hít lên thở nhé. Ok, giờ có 10 rep push up cho đẩy thường. Thì bài này nhá, cái cần chúng ta tập được push up là gì? Nếu mà thường những người mà không tập được push up thường thì đấy là chính là những người mà chúng ta khá là lười vận động thì chúng ta sẽ không push up được. Nhưng mà để mà nói là nếu chúng anh em chơi thể thao chúng ta đều có thể push up được nhá. Thì bài này sẽ tác động cho em hiệu quả. Cho những anh em nào mà chưa biết đến và muốn tập thử cái này nhá thì có thể tập bài này đầu tiên, những người push up thường. Ok. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ có một bài biến thể biến sốc, nhưng mà bài này rất là nhẹ nhàng cho anh em, ai có thể tập được bài này mình hứa với anh em luôn. Mình sẽ chống đẩy trên cao để tìm một cái thứ gì đó như kiểu là anh em ra bài như một ghế nhá, chúng ta có thể lấy một cái ghế ra, nó để ra để đây lên, nếu mà chúng ta tập tại nhà một cái bàn được nhá, bàn thành giường đều được đó. Chúng ta sẽ hôm nay mình sẽ tập 3 biến thể cho anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ biến thể tập tay trước, nó để ghế lên này, 3 4 thôi, 10 rep mỗi bài. Có thể tập luôn. Kẹp tay lại. Đây kẹp tay và đứng lên. Và ok. Chúng ta có hai bài hít đất trên cao với hai biến thể rộng tay và kẹp tay. Anh em hãy thử nhá. Bây giờ sẽ Quân sẽ tập cho anh em xem nhá. Đó. Mọi người mới đấy mọi người. Quân sẽ tập luôn cho mọi người nhá. Quân sẽ tập luôn hẹp tay. Ok anh em, tiếp theo chúng sẽ đến một bài tập tay sau cũng như là chút ngược cho anh em nữa, đó chính là giữ hẹp tay lại. Đây mở cú sốc. Bài này là bài nâng cao của cú sốc lên nhá. Khi chúng ta tập được cú sốc thường thì sẽ là tập bài này. Bài cơ hiệu quả cho tay sau cũng như là tay ngực nhá. Ok, chúng ta có 10 cái hít đất hẹp tay cũng như là gọi là đây mà push up nhá. Ok, chúng ta sẽ nghỉ khoảng tầm những người mới nhá, chúng ta chú trọng nghỉ một chút, chúng ta nghỉ khoảng tầm 4-5 giây cho đến 1 phút hoặc là có thể nhiều hơn nhá. Ok. Ok anh em, tiếp theo chúng ta sẽ đến một bài biến thể khác của cái diamond dưới đất này. Ví dụ bài này bài lặng chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ không tập được thu đẩy được đúng không? Chúng ta sẽ kiếm một bài nó nhẹ nhàng hơn. Sẽ lên trên cao, chúng ta tập thử nhá. Chúng ta lấy cảm giác của bài này nhá. Chúng ta hẹp tay lại như ở dưới đất. Lên và xuống. Đó. Biên độ của nó vẫn như ở dưới đất nhá, nhưng nó sẽ nhẹ hơn. Và rất hiệu quả cho anh em. Đó. Thế đất này nếu mà cho những người mới nhá sẽ khá là lặng đúng không?
thì là cách nào để chúng ta làm nhẹ hơn. Chúng ta sẽ lên trên cao này như mình nói và tập để chỉ lấy cảm giác nhá. Ok. Ok anh em nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một bài tay sau. Bài này cực hiệu quả cho anh em muốn tập gọi là phát triển, bắt đầu phát triển cơ bắp, bắt đầu tập như kiểu là chống đẩy. Thì chúng ta cần tay sau khỏe. Thì bài này sẽ tốt cho anh em. Ta set up. Thật sự bây giờ anh em mình ở nhà nhá, có thể lấy một ghế và thành giường từ đấy, chúng ta sẽ set up và để tay đằng sau. Thì này, chân vừa duỗi lại ra. Ta xuống. Đấy. Chúng ta bài này 10 đến 20 reps. Nếu mà nặng quá, vừa form, chúng ta khép gối lại, và lên. Ok, chúng ta có 20 rep cho chair dip, một bài bổ trợ tay sau cực tốt cho anh em, nếu mà muốn phát triển cơ bắp nhá. Thì bài này chúng ta có thể làm biến thể như sau, đó chính là khép gối lại như mình nói, để cho nó nhẹ hơn. Nếu mà anh em khỏe sẵn rồi, chúng ta có thể giữ chân ra. Đó, thì đây chính là hai biến thể, nhẹ và bình thường. Thì bây giờ nhá, mình sẽ nghỉ khoảng tầm 30 cho đến 45 giây một bài cho anh em. Các bạn có thể thấy nhá, mình tập những cái bài rất là nhẹ nhàng nhưng mà cơ bắp mình vẫn rất là căng. Các bạn thấy tập bài nhẹ nhưng mà cơ bắp vẫn rất là căng nhá. Đó chính là cái tác dụng của nếu mọi người biết cách tập nặng hay nhẹ thì nó vẫn có thể tác động vào cơ cho anh em nhá. Những bài mà mọi người cần mà để trên cao ấy, thì mọi người hãy cố gắng là kiếm những cái thứ mà cao như ghế hay gì đấy. Đó, trong dụng cụ cho gia đình của chúng ta, ghế viết chúng ta có thể đều lấy ra để tập được hết nhá. Rất đơn giản đúng không? Ok anh em, thì bài cuối cùng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài ngực trên cho anh em để chúng ta tác động lốt vào ngực, được phần trên này nhá. Thì bài này chúng ta sẽ lại kiếm một bề mặt cao, chúng ta đẩy chân lên, dạy người ra, xuống, đó, xuống. Lúc lên nhé, chúng ta cố gắng giữ lại, cầm chặt người và giữ. Ok. Khi như bài cuối cùng chúng ta tập nhá, chúng ta hãy chú ý là khi tập xong cái rep cuối cùng nhá, chúng ta cố gắng để kịch form lên và chúng ta giữ lại ở trên đấy, cầm chặt người lại và giữ nhá. Đó. Thì ok, bài này chính là bài cuối rồi, thì mình sẽ bảo Quân
một người mới tập và khá là kiểu mỡ ấy mọi người, thì để quên tập bài cuối cùng này. Ok. Thì ok anh em, đây chính là video tập tại nhà cũng như là những cái bài rất là nhẹ nhàng cho anh em và những người mới như này nếu phải tập được nhá. Thì anh em ạ, những cái bài này bài dễ nhưng mà hiệu quả nó cực kỳ tốt. Thì những người mà bắt đầu tập nhá, thì anh em phải thấy như Quân này chẳng hạn, đó, đều tập được những bài này thì chúng ta vẫn phải tập được những bài này nhá. Thì ok, nếu như mọi người thấy video này hay, hãy cho mình một like và subscribe và một share nữa. Và mọi người hãy cố gắng đóng góp ý kiến để mình có thể ra video nhiều hơn nhá. Ok, giờ thì chào mọi người.